Xin chào các bạn. Trong những ngày qua, có nhiều thông tin cho rằng Tổng thống Ukraine Zelensky đã rời bỏ thủ đô Kiev, thành trì quan trọng bậc nhất trong cuộc chiến đấu với Nga. Thông tin này được lan truyền cùng thời điểm người ta được thấy hình ảnh đầy oai hùng của thị trường Kiev với bộ quân phục và vũ khí trên tay, với thông điệp sẵn sàng bảo vệ thủ đô đến cùng. Đó là một cuộc chiến đẫm máu. Tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi phải làm điều đó. Tôi sẽ chiến đấu. Thực ra, nếu biết đến danh tiếng của Vitali Klitschko, thị trưởng hiện tại của Kiev, thì sẽ không khó hiểu vì sao ông lại trông oai hùng và lì lợm như vậy. Đơn giản vì ông từng là võ sĩ huyền thoại của quyền Anh thế giới, là người từng được xem là bất khả chiến bại trên võ đài. Vitali Klitschko sinh năm 1971. Ông ra đời trong một gia đình quân đội ở nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ Kyrgyzstan ở Trung Á và đi vòng quanh đất nước trước khi tới Ukraine năm 1984. Bố ông từng làm tùy viên quân sự của Liên Xô ở Đông Đức, điều giải thích tại sao hầu hết các trận đấu của Klitschko diễn ra ở Đức và ông vẫn là công dân Đức cho tới mãi sau này. Ông là võ sĩ quyền Anh, từng thi đấu ở hạng cân nặng từ năm 1996 đến năm 2012. Ông cao đến 2m01, nặng hơn 112kg và sở hữu cú đấm vô cùng mạnh mẽ. Khả năng chịu đòn, giữ thăng bằng của ông cũng được đánh giá rất cao. Với tỷ lệ thắng knockout 87,23%, ông là nhà vô địch có tỷ lệ số trận thắng knockout cao thứ hai trong lịch sử quyền Anh hạng nặng thế giới. Ông chưa bao giờ bị đánh gục cũng như chưa bao giờ để thua điểm trong bất kỳ một trận quyền Anh chuyên nghiệp nào. Ông phải nhận hai trận thua là do bị dính một chấn thương ở vai và bị rách mắt mí trong trận đấu. Ở hai trận đấu đó, ông đã bị xử knockout kỹ thuật. Tuy nhiên, tại thời điểm kết thúc trận đấu, ông vẫn đang dẫn trước trên bảng điểm. Trên võ đài, Vitali Klitschko có biệt danh là tiến sĩ cú đấm thép. Sở dĩ có thêm biệt danh tiến sĩ là bởi ông có bằng tiến sĩ kinh tế, đề tài bảo vệ luận án, tài năng, thu hút tài trợ trong thể thao nhà nghề. Nhà Klitschko có lẽ là một trong những gia đình thể thao thành công bậc nhất mọi thời đại. Với quyền Anh, sau Vitali còn có em trai là Vladimir Klitschko, cũng là một võ sĩ khét tiếng của quyền Anh thế giới. Cả hai đều có tên trong Hall of Fame, đại sảnh danh vọng. Đây là nơi tôn vinh các nhân vật đặc biệt có cống hiến lớn đối với làng boxing thế giới, được đặt trụ sở tại Canastota thuộc New York của Mỹ. Trở lại với người Anh Vitali Klitschko, sự nghiệp thể thao rực rỡ với những thành tích đầy tự hào quả thực đã giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp chính trị của ông. Đơn giản vì ông được người dân Ukraine vô cùng ngưỡng mộ. Năm 2005, Vitali Klitschko tham gia chính trị và ngày càng giành được sự tín nhiệm của công chúng Ukraine, nhất là giới trẻ. Năm đó, ông tranh cử thị trường Kiev nhưng đã không thành công. Nhưng một năm sau, Klitschko được bầu làm phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Kiev. Đến năm 2014, Vitali Klitschko tái tranh cử và giữ chức thị trưởng Kiev từ năm 2014 và là thành viên quốc hội của đất nước từ năm 2012 đến năm 2014. Năm 2013, người đàn ông 50 tuổi này đã dẫn đầu các cuộc biểu tình để phản đối việc lãnh đạo thân Nga của Ukraine từ chối ký thỏa thuận với Liên minh châu Âu. Uy tín của Vitali ngày càng nâng cao khi tháng 4 năm 2010, ông sáng lập và làm chủ tịch đảng chính trị UDA, Liên minh Dân chủ vì Cải cách Ukraine. Kết quả thăm dò dư luận hồi tháng 10 năm 2013 cho thấy Vitali Klitschko là chính khách được yêu mến nhất tại Ukraine, vượt qua cả tổng thống đương nhiệm lúc đó Viktor Yanukovych và hai thủ lĩnh đảng đối lập khác. Thậm chí nhiều người khi đó còn kỳ vọng rằng Vitali sẽ đắc cử tổng thống Ukraine. Nhiều nhà phân tích trong giai đoạn từ 2013 đến 2015 đã dành rất nhiều thiện cảm cho Vitali Klitschko. Ông luôn tránh xa những thứ như tham nhũng, không chấp nhận sự chống lưng của những tay chính trị đầu sỏ hay bất cứ người lạ nào. Ai cũng biết rằng Vitali chỉ kiếm tiền trên sàn đấu quyền Anh, chứ không phải qua những nguồn tài chính đen. Đó là một điểm cộng rất lớn. Ông là một hình mẫu hoàn toàn khác so với những chính khách trước đây của Ukraine. Cảm giác khi đó, người dân Ukraine đã sẵn sàng để bầu Vitali làm tổng thống, đặc biệt là bởi thanh danh của ông. Trong số tất cả những người chạy đua thời điểm đó, Vitali là người duy nhất có một cái gốc trong sạch vì người ta biết ông làm thế nào để kiếm tiền. Ông có tới vài trăm triệu đô la Mỹ trong tài khoản và đều là tiền kiếm được từ khi còn thi đấu quyền Anh. Ông cũng có những nhà tư vấn đứng đắn và những ý tưởng phù hợp. Và bởi vì sống nhiều năm ở Đức và Mỹ nên ông biết thế nào là dân chủ. Sau đó khá đáng tiếc khi Vitali không được lựa chọn. Các cử tri khi đó muốn tìm một nhân vật thân phương Tây có nhiều kinh nghiệm hơn trong các lĩnh vực đối ngoại và kinh tế.
Tuy nhiên, chức vị thị trưởng thủ đô của Ukraine vẫn rất quyền lực với Klitschko. Thị trưởng thủ đô không chỉ được quyền chi tiêu một phần đáng kể ngân sách quốc gia, mà còn giám sát việc thu thuế của các công ty lớn nhất và giàu ảnh hưởng nhất Ukraine. Vị trí thị trưởng Kiev ngày càng quan trọng ở một nền chính trị bất ổn và rất dễ thay đổi các vị trí cấp cao ở chính quyền trung ương như ở Ukraine. Klitschko cũng giám sát an ninh ở quảng trường độc lập có tính biểu tượng của thành phố, nơi đã khởi đầu và là tâm điểm cho hai cuộc biểu tình và bạo loạn lật đổ chính phủ trong một thập kỷ vừa qua. Nhìn chung ở Kiev nói riêng hay ở Ukraine nói chung, ảnh hưởng của Vitali Klitschko là rất lớn. Đến năm 2015, Vitali Klitschko tiếp tục vững vàng trong sự nghiệp chính trị khi được tái đắc cử chức thị trưởng thủ đô Kiev. Cuộc bỏ phiếu bầu thị trưởng Kiev là một phần trong cuộc bầu cử khắp Ukraine thời điểm đó và được coi là một bước tiến mạnh mẽ trong bối cảnh đất nước này phải vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế và xung đột với Nga ở miền Đông. Có thể khi hình dung về một tay đấm như Klitschko, người ta sẽ có những ái ngại nhất định. Nhưng quả thực, nhà vô địch quyền Anh một thời này hoàn toàn khác. Những định kiến quen thuộc không bao giờ chính xác với Klitschko và cũng hiếm có ai vượt qua được ông. Ngôi sao sinh năm 1971 nói được 4 thứ tiếng và từng nhận bằng tiến sĩ trong lĩnh vực khoa học thể thao. Ông và em trai Vladimir đã thành lập quỹ Klitschko để giúp đỡ trẻ em thiệt thòi và họ cũng là đại sứ của UNESCO, một vai trò giúp họ tiếp cận với những điều tốt đẹp ở nhiều nước khác nhau. Ngay từ khi còn thi đấu quyền Anh, ông anh nhà Klitschko đã dành nhiều sự quan tâm cho chính trị hay các vấn đề xã hội. Một người bạn của Klitschko kể lại kỷ niệm trong chuyến bay trở về sau trận đấu với Lennox Lewis ở Mỹ vào năm 1999. Cả hai đều không ngủ và nói chuyện với nhau cho đến tận khi về tới châu Âu. Trong 9 hay 10 tiếng đồng hồ gì đó, họ có lẽ chỉ dành 10 phút để nói về quyền Anh. Còn lại là các vấn đề về lịch sử và chính trị. Người bạn này có tên là Bonte, một thạc sĩ trong lĩnh vực chính trị và lịch sử. Ông thực sự hiểu Klitschko quan tâm thế nào về tổng quan chính trị. Và ông đã rất vui khi Klitschko thành lập đảng của riêng mình vào năm 2010. Đó là Đảng Liên minh Dân chủ Cải cách Ukraine như chúng ta đề cập ở phần trước. Klitschko lúc nào cũng xuất hiện với vẻ oai hùng đúng như chất con nhà võ. Ông từng nói chuyện với đám đông trong các cuộc biểu tình, mặt bị phủ trắng bọt khí vì bị tấn công. Nhưng đó chính là con người của Klitschko. Khi Kiev bị bao vây, Klitschko một lần nữa đứng ra bảo vệ cho thành phố, cho đất nước mình cùng với em trai, cựu vô địch hạng nặng Vladimir Klitschko. Có thể trong tư cách một người thị trưởng, ông đã không quá thành công với những kế hoạch tái phát triển cơ sở hạ tầng của đất nước. Nhưng trong bối cảnh Kiev hay Ukraine cần một tiếng nói mạnh mẽ, thì Klitschko vẫn luôn là một người rất phù hợp. Một số người viết cho tôi rằng tôi đã bỏ trốn. Tôi không làm điều đó. Với các bạn, chúng ta phải đoàn kết vì hiện tại đang rất khó khăn và tôi thực sự lo lắng cho đất nước của mình và người dân của chúng ta. Các bạn, chúng ta phải cùng nhau dừng cuộc chiến này lại. Đây là thông điệp được Vitali gửi đi trên trang cá nhân của mình tới người dân. Ông cho biết Kiev đang bị thiệt hại nặng và ưu tiên chính hiện tại là hợp tác với lực lượng cảnh sát và quân đội để hỗ trợ cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm cung cấp điện, khí đốt và nước cho người dân. Ông và người dân đã sẵn sàng để bảo vệ thủ đô như những người lính. Trong chương trình trả lời phỏng vấn truyền hình vừa qua, cả Vitali và Vladimir Klitschko đều khẳng định sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ cho đất nước. Em trai ông Vladimir thậm chí đã nhập ngũ và tham gia vào lực lượng quân dự bị của Ukraine hồi đầu tháng này. Còn Vitali thì cũng đã hoàn toàn sẵn sàng để lan xả với những hình ảnh được công bố. Hình ảnh về người thủ lĩnh, thần hộ vệ của Kiev có lẽ đã truyền cảm hứng mạnh mẽ tới nhiều người. Tất nhiên, không ai mong muốn Vitali hay Vladimir sẽ phải cầm súng cả. Tất cả đều mong mọi thứ sẽ được giải quyết trong hòa bình, người dân Ukraine sẽ được sống cuộc sống bình thường trở lại và chiến tranh sẽ kết thúc. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn biết hy vọng mà thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay trên kênh Thông tin Đó Đây. Câu chuyện về thị trưởng đầy dũng cảm của Kiev, ông Vitali Klitschko. Trước khi rời đi, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho ekip nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.